Chiều tối ngày 14 tháng 1, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra một cơn mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy, làm sập và tốc mái nhà hàng chục căn nhà. Sự cố này xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và tài sản của các hộ dân nơi đây. Người dân đã ghi lại hình ảnh lốc xoáy xuất hiện cùng một vài dòng cao hàng trăm mét, cuốn tung nhiều mái nhà. Đây là lần thứ hai liên tiếp người dân địa phương chứng kiến cảnh vòi rồng xuất hiện. Hiện chưa có con số liệu thống kê mức độ thiệt hại cụ thể, nhưng ghi nhận, địa bàn này có đến hàng chục căn nhà bị hư hỏng nặng. Rất may không có thương vong về người. Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để giúp dân khắc phục hiệu quả.